do. Well, that's amazing, huh? You know, yeah. Anh đang chẹp Việt Nam. Làm được nhưng mà vẫn học rất là giỏi. Bây giờ thì Hồng Lan xin được mời một nhân vật nữa cũng rất đặc biệt cho kỳ thủ của chúng ta. Xin mời Quốc Cơ Nguyễn đứng lên sân khấu và cùng chụp ảnh với tất cả các bạn content creator đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Rồi đầu tiên xin mời Ina nè, Hải Nhi Lê và cả Quốc Cơ Nguyễn, chúng ta hãy chụp với nhau một bức ảnh lưu niệm được không ạ? Mình đã cùng tham gia Let's Fest Việt Nam cùng với nhau với vai trò là thí sinh, thì chắc chắn là sẽ có một cái kỷ niệm cùng với nhau. Xin cả cặp đôi đó trường chúng ta sẽ cùng chụp ảnh thí sinh trong chương trình nè. Rồi mình đứng ra phía giữa nha mọi người ơi. Rồi tạo dáng tự do nha. Số gì em lấy lại số gì em. Và xin được cảm ơn tất cả các anh chị của trường và các anh chị thí sinh đã có mặt ngày hôm nay. Xích được giữa đi chị ơi. Chúng ta đang có sự có mặt của hai watcher trong chương trình. Chúng ta sẽ có bốn watcher và đây là hai watcher sẽ mang lại rất nhiều khoảnh khắc thú vị, dễ thương và ngọt ngào cho chương trình Netflix Việt Nam. Hồng Lan xin mời chị Thảo Nhi Lê và cả Dino Vũ sẽ quay trở lại sân khấu để chụp hình chung với hai watcher của chương trình ạ.
đây là một trong số những anh chị góp phần tạo nên sự thành công cho chương trình Let's Fest Việt Nam. Cảm ơn sự đồng hành của các mọi như là ekip trong suốt khoảng thời gian vừa qua để chúng ta có một chương trình vừa giải trí vừa ý nghĩa như vậy ạ. Cái khung này cũng hay nè.